Hello các bạn, mình là Trung Thanh, chủ sở hữu của thương hiệu Lo Titan tại Việt Nam. Hôm nay mình muốn gửi đến mọi người là các bạn giá cập nhật tháng 5 2022. Thì giá của Lo Titan F72V2 thì giá hiện tại nó là lên 26 triệu 800 ngàn một cặp, áp dụng ngày 1 tháng 5 2022. Thì mọi người xem chi tiết hình bên dưới nha. Rồi. Thì mọi người cũng biết là tất cả cái sản phẩm đều lên giá rất là cao. À, đây là cái V2 nha mọi người. Đó, Titan F72V2 thì nó gồm là hai chép 450, hai chép 450 trên đây và hai bát 30. Thì đây là V1. V1 hiện tại là lên giá rất là cao, giá nó là lúc trước là 21 triệu 5, bây giờ hiện tại là 24 triệu trên một cặp nè, V1. Còn là V2, V2 giá nó là 26 triệu 800 một cặp, đối với là áp dụng vào ngày 1 tháng 5 2022. Thì mọi người cũng biết là hiện tại là giá nhập khẩu bất cả linh kiện rất là cao, củ chép củ bát thì đều lên là gần 1 triệu một cặp mọi người. Đây là súp SU218 nha, SU218V3 thì giá nó hiện tại là cũng 26 triệu 800 ngàn một cặp, áp dụng từ ngày 1 tháng 5 2022. Đây chút là mình để nằm để đứng như được hết mọi người. Đây, tức là mình để nằm để đứng gì được hết. Thì mọi người cũng biết là cái cấu hình này gồm là hai súp kép, hai full, hai súp kép hai full. Thì một má của nó mình có thể chia ra, cái chung là cái một bộ này chia ra mọi người có thể đánh là từ 40 đến 50 bàn ha, 22 cái monitor. Thì mọi người chia ra, nếu mọi người đi số lớn như vậy thì tầm khoảng 1.000 khách nha, 1.000 khách. Thì hai monitor và bốn full, tức là một cái súp kép thì nó sẽ đi sale một cái F72 nha mọi người. Mình sẽ cho mọi người xem cái củ bát của nó. V2 là củ bát Thái Lan. Tất cả sản phẩm là giá lên là áp dụng là ngày 1 tháng 5 2022 nha mọi người. Củ bát C12 400 này nó nằm trong củ lo F72V2. Chi tiết các mọi người. Thì cái cấu hình như thế này thì mọi người cũng biết là nó rất là mạnh, nó là mạnh. Thì tầm khoảng cỡ 1.000 khách là đánh ok. Thì nếu mọi người sử dụng là khoảng từ 400 500 khách thì mọi người chỉ cần là một súp một full là ok nha, súp một full. Tại vì lo này là lo đôi nên nó là nó giống như là bốn cái lo nó giống như là hai cái lo đơn là trong một cái lo đó. Nên mọi người là thấy nó nhỏ mà nhưng cái độ phủ nó rất là cao. Tại sao mà nó hiệu quả? Tại vì nó được nén trong một cái lo, nó phát ra thì nó sẽ không bị lệch pha giống như cái lo thùng của mình. Cái lo thùng của mình thì nó không thể nào mà nó phóng xa được nha mọi người. Nhưng liên nhặt gây, cái này nó thuộc dạng là vừa lo thùng không giống lo thùng mà liên nhặt gây không giống liên nhặt gây. Mọi người cũng biết là cái hậm chép của nó là đặc biệt là bên lo Titan F72 thì ghép lên thì nó tăng cho mọi người 6 dB tất cả các dãy từ 100 Hz lên đến 16k Hz. Mọi người cũng thấy là cái hậm chép đó nè, mình ghép lên thì cái khoảng cách của nó thì nó sẽ định hướng được góc phủ ngang là 90 độ. Cái phủ lên là 45 nha mọi người, 45 độ. Nên mọi người đứng bên hông sân khấu, tức là mọi người đứng giữa sân khấu nè, thì mọi người để cái lo này hoặc xích trước hoặc là xích sau nữa, xích sau khoảng cỡ ngang ngang người hát. Thì lúc này cái độ phủ của cái hồng chép nó sẽ người hát cảm giác nghe rất là lớn nha mọi người.
à, tiếng chép gọn gọn nghe, nếu mà hòa chung với cái tiếng bass mà nghe mới được. Còn nếu mà nó hẹp quá, nó mở hẹp quá thì mọi người đứng sân khấu nghe rất nhỏ nhỏ. Mình đã tính rất là kỹ về cái vấn đề này. Nếu mọi người đi từ 4 40 tới 50 bạn là 4 cho 5 khách đó, thì mọi người chỉ cần là một cặp kép, một cặp full, một monitor là ok nha. Cái này là cái hình thật nó bên ngoài nha mọi người. Thì bên ngoài. Rồi mình cập nhật giá được chưa vậy? Cái loa FM12V2 là giá là 26 triệu 8, áp dụng là ngày 1 tháng 5 2022. Còn Sub SU218 218 thì cái giá của nó là cũng bằng cái full. Thì hiện tại nó thì 25 triệu 8 mà nhưng sẽ cập nhật giá mới là 26 triệu 800 ngàn là một cặp. Rồi bao gồm là bánh xe sẵn cho mọi người. Còn cặp loa F712 là cách C là chưa tính, chưa bao gồm cách C nha mọi người. Nha, chưa bao gồm cách C. Cách C là 2 triệu mốt một cái. Người mua là áo thì áo lo thì 400 ngàn một cái. À, anh em mà mua mà trước ngày 1 tháng 5 à, thì giá của nó hiện tại còn là 25 triệu 8, nó áp dụng là ngày 1 tháng 5 nha. Trước lễ thì mọi người mua thì giá nó còn giá cũ nha mọi người. Thì mình trả lời câu hỏi với mọi người về vấn đề giá cả rồi lo titan. Thì toàn bộ của lo titan thì được sử dụng là của lo Bê-rô Thái Lan. Nên mọi người an tâm mà sử dụng. Thì những củ China thì không thể nào so được đâu mọi người. Cái âm sắc nó rất là khác nha. Nó khác. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái video và bảng giá cập nhật mới. Cảm ơn mọi người. Mọi người, cái giá này là cái giá cũ nha mọi người. Vâng, hẹn gặp lại mọi người cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.